Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì tiếp tục anh em thanh lý cho anh em một mớ này ha. Đó, mớ này em bán giá 250.000 anh em. Anh em là chuyển khoản đủ em bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship. Rồi, thì gồm ha. Cây kéo cắt tôn mỏ dảnh nè. Đó, cây dài tầm 15, cây này tầm 25 nè ha. Đó, mỏ ngang. Đó, hai cây, cây này xe đại ha, tầm 30 nha. Ba cây, và một cây molot xe 200. Và cây kìm cạp ha, đó, cạp này kẹp ha, kẹp này mỏ ngang ha. Mở thẳng ha. Rồi, 1 2 3 4 5 6. 6 món ha, bán giá 250.000 anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Rồi, 250.000 anh em, chuyển khoản đủ bao ship, còn nhận hàng thanh toán anh em chịu ship ha.